Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật lại cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các sinh viên tại Đại học Roma 3. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Kibeho, nước Rwanda. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài ý nghĩa của sự phán xét. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện như phương thế thực thi lời Chúa Giêsu dạy phải tha thứ cho kẻ thù. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ kết thúc cuộc viếng thăm dài 3 tiếng rưỡi tại giáo sứ Thánh Maria Josepha Thánh Tâm Chúa Giêsu ở khu vực Ponte di mạnh đông Roma vào chiều Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua. Giáo xứ này có 20.000 dân cư, trong đó có nhiều người nghèo và người thất nghiệp. Trong bài giảng Thánh lễ bắt đầu lúc 5 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài Tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy nên thánh như Cha các con trên trời là đấng thánh và hãy tha thứ cầu nguyện cho những người bắt hại các con ngài nói tôi đề nghị anh chị em hãy bắt đầu từ điều nhỏ tất cả chúng ta đều có kẻ thù tất cả chúng ta đều biết người này người kia nói xấu mình hoặc oán ghét mình tôi gợi ý với anh chị em hãy dành một phút hướng về chúa và nói người này người kia là con chúa xin chúa thay lòng đổi dạ họ xin chúa chúc lành cho họ hành động này gọi là cầu nguyện cho những người không thích các con cầu nguyện cho kẻ thù có lẽ oán hận vẫn còn trong lòng chúng ta, nhưng chúng ta đang cố gắng đi theo con đường của Chúa là đấng nhân lành, từ bi, thánh thiện, trọn hảo. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dành thời gian để gặp gỡ các tầng lớp khác nhau trong giáo xứ bắt đầu là các em thiếu nhi và trả lời các câu hỏi do các em nêu lên và giải tội cho bốn giáo dân. Vatican sáng hôm qua 20 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 giám mục nước Chile, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn giám mục thứ bảy được ngài tiếp kiến kể từ đầu năm đến nay. Chile rộng gấp đôi Việt Nam với hơn 756.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 18 triệu người. Trong số này, 74% là tín hữu công giáo thuộc 5 giáo tỉnh và 20 giáo phận. Lần chót, các giám mục Chile về Roma hành hương thăm tòa thánh cách đây 9 năm. Trong những năm gần đây, giáo hội công giáo tại Chile cố gắng đương đầu với những thách đố như tái đẩy mạnh việc loan báo tin mừng và sứ mạng của giáo hội. Theo đường hướng của văn kiện chung kết Đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin tại Aparecida, Brazil hồi năm 2007, binh vực tự do giáo dục của giáo hội, nỗ lực binh vực sự sống con người trước luật của nhà nước cho phát hai, binh vực gia đình truyền thống tố giác và bài trừ sự tranh lệch và bất công xã hội, bài trừ tệ nạn một số giáo sĩ làm dụng tính dục trẻ vệ thành niên. Roma Đức Tổng giám mục Jose Domingo Ulloa của giáo phận thành phố Panama sẽ đến Roma để tiến hành công việc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ vào tháng Giêng năm 2019 tại Panama. Trong những ngày trước đây, Đức Tổng giám mục đã đến Ba Lan để tìm hiểu kinh nghiệm về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia hồi cuối tháng 7 năm 2016. Đức Tổng giám mục cho biết, giới báo chí biết rằng giai đoạn tế nhị nhất trong lúc này là chuẩn bị nơi trọ cho hàng trăm ngàn bạn trẻ sẽ đến Panama. Ngài nói, chúng tôi theo phương châm này Chúng tôi tiếp đón Chúa Giêsu nơi mỗi người trẻ hành hương và đó là động lực đầu tiên đang thúc đẩy chúng tôi tìm kiếm chữa trọ cho họ. Khi đến Roma, Đức Tổng giám mục Domingo Ulloa sẽ gặp Đức Hồng Y Kevin Faro, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, để cùng trao đổi về những giai đoạn kế tiếp cần tiến hành. Ví dụ, Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 sắp tới tại Vatican và cũng là ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận sẽ có nghi thức Phái đoàn các bạn trẻ Ba Lan trao thánh giá giới trẻ cho các bạn trẻ Trung Mỹ. Cử chỉ này nhằm đề cao vai trò của người trẻ. Đức Tổng giám mục giáo phận Panama nhận xét rằng, giới trẻ cũng cần chúng ta tạo cơ hội cho họ và họ có thể hiểu rằng chính họ là những người quản lý hiện tại và tương lai. Đối lại, xã hội người lớn cần thực sự tin tưởng nơi người trẻ. Trong thời gian tới đây, có thể là vào tháng 4, ban tổ chức sẽ công bố huy hiệu và bài ca ngày quốc tế giới trẻ tại Panama. Ngày này có chủ đề là lời Đức Trinh Nữ Maria nói với sứ thần của Chúa: "Này tôi là tôi tới Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần." Đây là đề tài rất phù hợp với thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới được Đức Thánh Cha Francisco triệu tập ở Roma với chủ đề về người trẻ và ơn gọi. Roma, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là Hội đồng C9, cho biết Hội đồng này đã giúp Ngài thực hiện 18 biện pháp cải tổ giáo triều Roma. Đức Hồng Y Maradiaga thuộc dòng Đông Bosco và là Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Tiếng Nói và Thời Gian ở Roma, Ngài cho biết nhiều người đã đặt câu hỏi, không biết hội đồng C9 làm được cái gì. Trong số các công việc mà hội đồng C9 phải thực hiện là giảm bớt hoặc là gộp một số cơ quan tòa thánh vì có quá nhiều hội đồng và các cơ quan tòa thánh từ trước đến nay. Việc gộp như thế không phải là để đề cao tầm quan trọng của một số cơ quan, nhưng để đơn giản hóa thủ tục hành tránh và làm việc nhanh chóng hơn, không phải để tập trung nhưng để hoạt động mau lẹ vẫn theo Đức Hồng Y Maradiaga, công việc của hội đồng C9 sẽ không chấm dứt sau khi Đức Thánh Cha ban hành tông hiến mới thay thế tông hiến hiện hành Pastor Bonus mục tử nhân lành về giáo triều Roma, nhưng hội đồng sẽ tiếp tục tồn tại vì hội đồng này được thành lập để làm tư vấn cho Đức Thánh Cha khi ngài yêu cầu. Bogota, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero sứ thần tòa thánh tại Colombia kêu gọi phiến quân, quân đội giải phóng quốc gia, gọi tắt là ELN. Hãy có những dấu chỉ rõ ràng mong muốn hòa bình. Nhóm phiến quân này là lực lượng phiến quân thứ hai tại Colombia, theo xu hướng Marxist, được thành lập năm 1964 do các sinh viên, các thần học gia giải phóng cực đoan và các nhà trí thức tả phái chống lại nạn nghèo đói của các tiểu nông dân. Sau nhóm phát, lực lượng này bắt đầu hòa đàm với chính phủ nước này tuyên bố hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Balestero nói rằng cộng đồng quốc tế hỗ trợ cuộc hòa đàm giữa chính phủ và lực lượng ELN. Nhưng điều quan trọng là lực lượng này phải tỏ ra sẵn sàng đi vào con đường từ bỏ vĩnh viễn khí giới và hội nhập vào đời sống dân sự. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và ELN đang diễn ra tại Ecuador, theo ước lượng của chính phủ, nhóm ELN có khoảng 2.500 du kích quân nam nữ và hoạt động phần lớn tại miền đông Colombia. Theo cuộc điều tra của Viện Tổng Kiểm sát, gần 7.000 người đã bị nhóm này sát hại, 7.000 người bị bắt cóc, 3.000 vụ trục xuất khỏi gia cư và 1.000 người bị cưỡng bắt cầm súng trong lực lượng Marxist này. Ngoài ra, nhóm ELN còn gây thiệt hại trầm trọng cho môi trường qua hơn 1.300 vụ tấn công và phá hoại các ống dẫn dầu. Cơ, một chuyên gia của Caritas Quốc tế, bà Rudy Lofensen nói rằng hiện nay vẫn còn quá sớm để các gia đình Kito có thể trở lại khu vực phía đông thành Mosul bên Iraq mới được quân đội chính phủ giải phóng khỏi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố hôm 16 tháng 2 vừa qua trên đài phát thanh của Tổng giáo phận Köln bên Đức, bà Löffelsen nói, Đối với tôi, trở về thành Mosul lúc này là điều quá nguy hiểm. Tôi khuyên không ai nên trở về bây giờ. Trong những ngày qua, đã có ba gia đình Kito Armeni trở về nhà của họ ở thành phố Mosul. Tuy nhiên, nguy cơ các dân quân Hồi giáo IS vẫn còn quá lớn. Nhóm này có một hệ thống địa đạo đất quy mô, có thể từ đó chui ra để thực hiện những vụ khủng bố. Ngoài ra, từ tháng riêng vừa qua, nhóm này còn sử dụng các máy bay không người lái và đã gây tử vong cho một số binh sĩ Iraq, mặc dù các quân nhân này hiện có những võ khí tối tân. Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, trước kia có 3 triệu dân, nhưng đã bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng từ ngày 9 tháng 6 năm 2014. Trong những tuần lễ sau đó, các tín hữu Kitô đã phải bỏ nhà cửa di tản và các gia cư của họ bị nhóm thánh chiến hồi giáo chất hữu. Các Kitô hữu thoạt đầu chạy đến vùng bình nguyên Ninive, rồi đến thành phố Kiệt Cúc, sau cùng là vùng Erbil thuộc miền cuộc Iraq. Genova Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Genova miền Bắc Italia vào Chủ nhật 27 tháng 5 tới đây. Genova là thành phố cảng quan trọng bậc nhất của Italia, cách Roma 400 cây số đường chim bay về hướng bắc. Nếu đi đường bộ thì phải vượt qua 500 cây số. Giáo phận này hiện có gần 675.000 tín hữu công giáo và do Đức Hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng giám mục Italia coi sóc, ngài cũng là chủ tịch liên hội đồng giám mục Âu châu. Theo chương trình do tòa giám mục công bố hôm 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đến Genova lúc 8 giờ 15 sáng và sẽ gặp gỡ giới lao động tại công xưởng Inva trước khi đến nhà thờ chánh tòa vào lúc 10 giờ để gặp gỡ các giám mục và các tu sĩ trong miền Liguria. Lúc 12 giờ 15 trưa, Đức Thánh Cha gặp giới trẻ tại đền thánh Đức Mẹ Canh Giữ, rồi dùng bữa trưa với người nghèo, những người tị nạn, vô gia cư và các tù nhân ban chiều vào lúc gần 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thương nhi đồng Giannina Gaslini, rồi cử hành thánh lễ vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho các tín hữu tại khu vực hội chợ biển. Sau thánh lễ, vào lúc 7 giờ rưỡi, Ngài sẽ đáp máy bay trở về Roma. Roma Italia là giáo phận lớn nhất của giáo hội chính thống Nga ở nước ngoài. Theo Đức Giám mục Bogoros Antoine, giám đốc hành tránh của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow về các tổ chức ở nước ngoài, thì tại Italia có 70 giáo sứ chính thống Nga họp thành một giáo phận lớn nhất ở hải ngoại và liên tục tăng trưởng. Tổng cộng chính thống Nga có 900 giáo sứ ở nước ngoài, phần lớn là ở hai nước, Italia và Đức. Ngoài ra, cộng đồng chính thống Nga ở Cộng hòa Tiệp cũng thuộc hàng liên tục gia tăng. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật lại cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các sinh viên Đại học Roma 3. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Sáu 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành gần 2 tiếng đồng hồ để đến thăm Đại học Roma 3 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là đại học mới nhất, nhưng là lớn thứ hai tại thủ đô Italia với 40.000 sinh viên thuộc 12 khoa. Và đây là lần đầu tiên Ngài viếng thăm một đại học đời ở Roma tại khuôn viên đại học sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng ông Mario Panizza, có bốn sinh viên đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha. Bắt đầu là cô Julia Trifilio, 25 tuổi, sinh tại Roma và hiện đang học năm thứ ba của ngành kinh tế môi trường và phát triển. Cô là đại diện sinh viên trong hội đồng quản trị đại học. Cô hỏi Đức Thánh Cha xem đâu là phương dược để chống lại những biểu hiện của hành động bạo lực vẫn luôn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Tiếp đến, anh Ricardo Zucchetti, cũng là người Roma, 23 tuổi, đã tốt nghiệp kỹ sư điện năm ngoái và đang nghiên cứu về những ứng dụng. Anh đang học năm thứ hai ngành kỹ sư về kỹ thuật truyền thông và tin học ở Đại học Roma 3 này. Anh hỏi Đức Thánh Cha xem trong một thế giới hoàn cầu hóa với những thông tin hỗn độn đủ loại được truyền đi qua các mạng xã hội, chúng con có thể chuẩn bị thế nào để trở thành những người thực hiện đức bác ái trí thức để góp phần canh tân xây dựng xã hội. Thứ ba là anh Niccolo Anto Giulio, sinh tại Roma, năm nay 23 tuổi, đang học năm thứ năm của khoa luật và sắp tốt nghiệp. Anh hỏi Đức Thánh Cha xem đâu là giá trị và ý nghĩa của Roma đối với Đức Giám Mục ở đây, một vị giáo hoàng đến từ nơi khác trên thế giới thành Roma này có còn là quê hương chung hay không? Và một đại học như Đại học Roma 3 này phải làm gì để nêu bật vai trò đó? Sau cùng là bà Nur Essa, 31 tuổi, người Syria, cùng với chồng và một người con tị nạn tới đảo Lesbo, Hy Lạp, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm hồi tháng 4 năm ngoái. Bà thuộc vào số 12 người tị nạn được Đức Thánh Cha đưa về Italia trên cùng chuyến bay bà Nur Esa đã tốt nghiệp canh nông ở Syria và cao học về tiểu sinh vật học ở Pháp. Bà đã được học bổng của Bộ Nội vụ Italia và đang học năm thứ ba về sinh vật học tại Đại học Roma 3. Bà hỏi Đức Thánh Cha về sự sợ hãi của Âu Châu đối với những người đến từ Syria hay là Iraq và nói phải chăng những người này không đe dọa văn hóa Kitô của Âu Châu? Những câu hỏi trên đây đã được gửi đến Đức Thánh Cha trước. Ngài đã suy nghĩ và trả lời trên văn bản. Tuy nhiên, Ngài cho biết là không thích đọc một bản văn dù là chính Ngài đã suy nghĩ và viết ra. Ngài thích ứng khẩu trả lời các sinh viên và trao diễn văn của Ngài cho giáo sư viện trưởng để phổ biến sau đó để các sinh viên đọc và suy nghĩ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn trong diễn văn của Đức Thánh Cha. Ngài viết, Xã hội chúng ta có nhiều điều tốt, và những hoạt động liên đới yêu thương đối với tha nhân bao nhiêu người bao nhiêu người trẻ chắc chắn trong đó có các bạn dấn thân trong các hoạt động thiện nguyện và phục vụ những người túng thiếu nhất và đó là một trong những giá trị lớn nhất ta cần biết ơn và hãnh diện nhưng nếu nhìn chung quanh chúng ta thấy xuất hiện trên thế giới bao nhiêu dấu hiệu thù nghịch và bạo lực như cô julia đã nhận xét rất đúng có nhiều tín hiệu cho thấy hoạt động bạo lực tôi cảm ơn cô julia vì sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm nay đề nghị sự bớt bạo động như một lối sống và cách thức hoạt động chính trị thực vậy chúng ta đang sống một thứ thế chiến từng mảnh có những cuộc xung đột tại nhiều miền trên thế giới đe dọa tương lai của các thế hệ làm sao cộng đồng quốc tế với các tổ chức của mình không ngăn cản hoặc chặn đứng được tất cả những điều đó phải chăng những lợi lộc kinh tế và chiến lược được coi trọng hơn ít chung là hòa bình chắc chắn đó là những câu hỏi được nhắc đến trong các giảng đường đại học và vang dội trước tiên trong lương tâm của chúng ta vì thế đại học là nơi ưu tiên trong đó lương tâm được huấn luyện trong sự đối chiếu thanh thản giữa những đòi hỏi của chân thiện mỹ và thực tại với những đối nghịch ví dụ cụ thể về vấn đề này là công nghệ sản xuất khí giới. Từ nhiều thập niên, người ta nói về giải trừ võ trang và đề ra những tiến trình quan trọng theo chiều hướng này. Nhưng tiếc là, mặc dù bao nhiêu diễn văn và cam kết, nhiều nước đang gia tăng chi phí cho việc trang bị võ khí. Đó thực là một sự mâu thuẫn gương mù trong một thế giới đang còn chiến đấu chống nạn đói và bệnh tật. Bích Thánh Trang nhận xét, đứng trước thực tại bi thảm ấy, các bạn có lý mà tự hỏi đâu là câu trả lời đúng đắn của chúng ta chắc chắn đó không phải là một thái độ nản trí và mất tin tưởng đặc biệt các bạn là những người trẻ các bạn không thể để cho mình thiếu hy vọng hy vọng là thành phần của chính các bạn khi thiếu hy vọng thì thực tế là thiếu sự sống và lúc đó nhiều người đi tìm cuộc sống lừa đảo do những kẻ bán hư vô đề ra những kẻ ấy bán những thứ chỉ tạo nên hạnh phúc nhất thời và chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng thực tế chúng dẫn vào những ngõ cụt, không có tương lai. Bom đạn phá hủy thân xác, sự nghiện ngập phá hủy tâm trí, linh hồn và cả thân xác nữa. Đức Thanh Trà cũng nói đến kỹ nghệ cờ bạc lan tràn và Ngài xác tín rằng các đại học có thể đóng góp nhiều vào việc nghiên cứu để phòng ngừa và chống lại nạn đam mê cờ bạc ngài nhắc đến câu hỏi của anh nicolo và nói thêm rằng một câu trả lời mà tôi muốn đề nghị với các bạn là dấn thân kể cả trong tư cách là đại học trong các dự phóng chia sẻ và phục vụ những người rốt cùng để làm gia tăng nơi thành roma chúng ta cảm thức mình thuộc về một quê hương chung bao nhiêu tình trạng cấp thiết về xã hội và những hoàn cảnh nghèo khổ bất ổn đang gọi hỏi chúng ta chúng ta hãy nghĩ đến những người sống bên hè phố những người di dân, những người không những đang cần lương thực và y phục, nhưng còn cần được hội nhập vào xã hội. Ví dụ những người vừa ra khỏi tù chẳng hạn. Đến gặp các tình trạng nghèo về xã hội như thế, chúng ta trở thành những người giữ vai chính trong việc thực hiện những hành động xây dựng chống lại những hành vi tàn phá trong các cuộc xung đột bạo lực và đi ngược lại thứ văn hóa duy khoái lạc, văn hóa gạt bỏ, dựa trên thần tượng tiền bạc, lạc thú và những hào nhoáng bên ngoài. Trái lại, khi làm việc cho những dự án dù là bé nhỏ, tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ và liên đới, chúng ta cùng nhau phục hồi những cảm thức tin tưởng nơi cuộc sống. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, trong mỗi môi trường, đặc biệt là trong môi trường đại học, điều quan trọng là đọc, và đương đầu với sự thay đổi rộng lớn hiện nay bằng sự suy tư và phân định nghĩa là không chấp nhận những thành kiến ý thức hẹp không sợ hãi hoặc trốn chạy mỗi thay đổi kể cả những thay đổi hiện nay là một tiến trình đi qua mang theo những khó khăn vất vả và đau khổ nhưng nó cũng mang đến những chân trời mới tốt đẹp những thay đổi lớn đòi phải xét lại các kiểu mẫu kinh tế văn hóa và xã hội của chúng ta để phục hồi giá trị trung tâm của nhân vị của con người. Đức Thánh Cha đề cập đến câu hỏi thứ ba của anh Ricardo. Qua đó, anh nói đến những thông tin trong thế giới hoàn cầu hóa đang được phổ biến đặc biệt qua các mạng xã hội. Ngài viết, Trong lĩnh vực phức tạp như thế, tôi nghĩ cần phải thực hiện một sự phân định lành mạnh dựa trên các tiêu chuẩn luân lý đạo đức và tinh thần. Nghĩa là cần tự hỏi xem điều gì là tốt, tham chiếu các giá trị của một nhân sinh quan và vũ trụ quan, một quan niệm về con người trong tất cả các chiều kích, nhất là chiều kích siêu việt. Về điểm này, Đức Thánh Cha giải thích rằng: Về chiều kích siêu việt, tôi muốn nói với các bạn như một người với một người và làm chứng tôi là ai. Tôi là một Kitô hữu và sự siêu việt mà tôi hướng về và nhìn đến có một tên, đó là Chúa Giêsu. Tôi xác tín rằng tin mừng của ngài là một sức mạnh để thực hiện một sự canh tân đích thực cho bản thân và xã hội khi nói như thế tôi không đề nghị với các bạn những ảo tưởng hoặc các lý thuyết triết học hoặc ý thức hệ và tôi cũng chẳng muốn chiêu dụ các bạn làm tín đồ tôi nói với các bạn về một vị đã đến gặp tôi khi tôi ở lứa tuổi hơn kém như các bạn vì ấy có thể làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy niềm vui và làm cho cuộc sống chúng ta được đầy ý nghĩa người là bạn đồng hành không làm cho tôi thất vọng và không phản bội tôi người luôn ở với chúng ta nhất là nâng đỡ chúng ta trong những giờ lạc hướng hoặc thất bại trong những lúc yếu đuối và tội lỗi để tái đưa chúng ta tiến bước trên con đường đó là chứng tá bản thân về cuộc sống của tôi các bạn đừng sợ cởi mở đối với những chân trời tinh thần và nếu các bạn nhận được hồng ân đức tin, vì đức tin là một hồng ân, các bạn đừng sợ cởi mở với cuộc gặp gỡ Chúa Kitô và đào sâu mối quan hệ với Ngài. Đức tin không bao giờ giới hạn lãnh vực lý trí, nhưng mở lý trí hướng về cái nhìn toàn diện về con người và thực tại, giữ gìn khỏi nguy cơ thu hẹp con người vào con người vật chất. Với Chúa Giêsu những khó khăn sẽ không biến mất, nhưng được ta đương đầu một cách khác, không sợ hãi, không nói dối chính mình và người khác. Chúng ta đương đầu với những khó khăn nhờ sức mạnh và ánh sáng đến từ Chúa. Và ta có thể trở thành những người thực hiện đức bác ái trí thức, như anh Ricardo đã nói, bắt đầu từ chính đại học này. Sau cùng, trả lời cho bà Nuo người Syria về sự sợ hãi của Âu châu đối với người Syria hoặc Iraq cho rằng những người này có thể đe dọa văn hóa Kitô của Âu châu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đe dọa đầu tiên đối với văn hóa Kitô Âu châu đến từ bên trong Âu châu, từ sự khép kín vào mình hoặc vào văn hóa riêng. Sự khép kín như thế không bao giờ là con đường để trả lại hy vọng và hoạt động để canh tân xã hội và văn hóa nền văn hóa được củng cố trong sự cởi mở và đối chiếu với các nền văn hóa khác, miễn là phải ý thức rõ ràng và trưởng thành về các nguyên tắc và giá trị của mình. Chúng ta được kêu gọi hiểu và quý chuộng các giá trị của người khác, vượt thắng cám dỗ, dẫn dưng và sợ hãi. Đừng bao giờ sợ gặp gỡ, đối thoại và đối chiếu. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại

ngày 28 tháng 11 năm ngoái, hàng ngàn người dân Phi Châu từ khắp nơi trong nước Rwanda và nhiều quốc gia lân cận đã đổ về Kibeho, dự thánh lễ kỷ niệm 45 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba thiếu nữ trẻ tại đây. Đa số những người đến đây là người trẻ, các thánh lễ tại đền thánh Kibeho, thường được mệnh danh là đền thánh lộ đức tại Phi Châu, đã được cử hành bằng tiếng Kinyarwanda thổ ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp cho hàng ngàn tín hữu ngoài trời. Anh Alfonso Muniyemana, 19 tuổi, tài xế xe máy, đã từ huyện Nyamagabe, mạn bắc Rwanda, chạy xe hơn 10 tiếng đồng hồ để đến đây dự lễ. Anh cho biết đây là lần thứ tư anh đến đây hành hương. Dù mệt và phải ngủ nghỉ ngoài trời vì không có đủ phương tiện thuê phòng khách sạn, anh rất hoan hỷ vì được đến cầu nguyện tại một thánh địa. Phải Kibeho là một thánh địa của Phi Châu, vì chính tại nơi đây, ngày 28 tháng 11 năm 1981, Đức Mẹ đã hiện ra với ba thiếu nữ trẻ, hay nói đúng hơn, có tất cả bảy thanh thiếu niên nam nữ đã tuyên bố là được thị kiến Chúa giê -xu và mẹ Maria hiện ra. Ba thanh nữ Anfonsin Mumureke, Anatali Mukamazimpaka và Marie Claire Mukangango học nội trú trong một trường trung học do các nữ tu trông coi tại vùng đất rất nghèo khó này. Ba thiếu nữ khác sống rải rác trong các khu rừng quanh đó. Stephanie Mukamurensi, Agnes Kamagaju và Vestin Salima Riêng Vestin sinh trưởng trong một gia đình Hồi giáo, nhưng được cho đi học tại trường Công giáo và được rửa tội sau này. Còn thanh niên duy nhất tên Segatashia, người ngoại giáo, được thị kiến Chúa Giêsu riêng biệt, được người dạy kinh lạy cha và những giáo lý Kitô căn bản khác. Segatashia về sau này nhận lấy tên Emmanuel khi gia nhập đạo công giáo trong các lần thị kiến đức mẹ đã truyền cho các thanh niên thiếu nữ này một lời mời gọi như các lần hiện ra khác ở khắp nơi trên thế giới hãy hoán cải cầu nguyện và ăn chay hãm mình tại kibeho đức mẹ tỏ cho biết người là mẹ của ngôi lời và nhấn mạnh rằng các tín hữu phải hết lòng yêu thương tha nhân và quan tâm đặc biệt đến lời cầu nguyện nhất là kinh mân côi trong những lần thị kiến, các thanh thiếu niên này cũng đã được Đức Mẹ cho thấy trước cuộc diệt chủng kinh hoàng xảy ra tại Rwanda về sau này. Đặc biệt, lần thị kiến ngày 19 tháng 8 năm 1982, đã được một linh mục nổi tiếng là cha René Loranta, chuyên viên Thánh Mẫu học tả lại tỉ mỉ trong một cuốn sách của cha. Cha ghi lại như sau: Ngày hôm ấy, Đức Mẹ hiện ra với các người trẻ này lúc thì buồn sầu, lúc đau đớn và có lúc giận dữ nữa, mặc dù hôm ấy vẫn còn dư âm lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Em An Phong Xin còn thấy Đức Mẹ rơi nước mắt. Các trẻ được thị kiến đều khóc, run lẩy bẩy và răng đánh lập cập. Các em ngã xuống đất như người chết suốt 8 tiếng đồng hồ. Khi thức tỉnh, các em vẫn chưa hoàn hồn và thuật lại những cảnh tượng kinh hoàng đã được nhìn thấy, những dòng máu chảy như sông, cảnh người giết người, các thi hài bị giết bỏ không người chôn cất hay vất bỏ xuống sông, những rừng cây cháy đỏ, những hố sâu rùng rợn. Khoảng 20.000 người hiện diện hôm ấy và tại đó đã cảm nhận được rõ ràng ấn tượng sợ hãi kinh hoàng và thật buồn sầu. Các cuộc hiện ra tại Kibeho đã bị nghi ngờ và xét đoán suốt một thời gian dài. Một ủy ban y khoa quốc tế đã theo dõi khám xét suốt một thời gian dài về sức khỏe tâm thần và thể xác của các trẻ em này. Các phúc trình đã được chuyển đạt lên ủy ban thần học và sau 7 năm dài nghiên cứu, ngày 15 tháng 8 năm 1988, Đức giám mục sở tại chính thức cho phép tôn kính Đức mẹ Kibeho dưới tước hiệu Đức bà các sự đau thương và công nhận đền thánh Đức mẹ tại đây ngày 29 tháng 6 năm 2001, Tòa Thánh Vatican công bố tin Đức Tổng giám mục Gikongoro sở tại là Đức cha Auguste Misago đã công nhận chung cục các lần Đức mẹ hiện ra tại Kibeho với ba nữ sinh. Còn những lần thị kiến Chúa Giêsu của bốn thanh niên khác vẫn còn đang ở trong vòng cứu xét. Hiện nay, chỉ còn có ba thiếu nữ đã được thị kiến các vụ hiện ra tại Kibeho là Anatali, An Agnes và Alfonsin là còn sống. Emmanuel chết trên đường trốn chạy khỏi Kigali trong những cuộc tàn sát trước đây. Marie Claire bị thảm sát cùng gia đình vào mùa hè năm 1994 ở thành phố Biumba. Vestin qua đời vì bệnh tim nhưng sứ điệp của đức bà Kibeho vẫn còn vang vọng và rất thời sự đối với ngày nay hãy hoán cải hãy đọc kinh cầu nguyện và tìm về với thiên chúa qua con đường hãm mình sống nghèo khó và cầu nguyện trước khi kết thúc chương trình linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về ý nghĩa sự phán xét Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về ý nghĩa của sự phán xét qua việc phân tích các khái niệm của tân ước, mặc khải, phân định. Đối với khái niệm phân định, ta thấy Thánh Matthew mô tả cảnh phán xét như là tách rời cái tốt khỏi cái xấu dựa theo các công việc bác ái. Hôm nay, chúng ta khảo sát các bản văn của Thánh Joan và Thánh Phaolô Tin mừng Thánh Doan trình bày một tiêu chuẩn khác để phân định, đó là đức tin, nghĩa là chấp nhận Đức Kitô hay không. Thật vậy, Ngài tuyên bố rằng kẻ phán xét không phải là Chúa mà là chính con người. Con người tự xét xấy, xét xử lấy mình khi chấp nhận hay khước từ Đức Kitô, chứ Đức Kitô không xét xử luận phạt ai hết. Quả vậy, thì Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian nhưng lại nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án. Những kẻ không tin thì bị lên án rồi, bởi vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Doan chương 3 câu 17-18, chương 12 câu 47-48. Thánh Doan viết tiếp rằng, ai tin thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào sự sống. Vì thế, con người tự xét xử chính mình qua thái độ chấp nhận hoặc khước từ lời Chúa. Sự xét xử cánh chung chỉ ghi nhận tình trạng mà con người đã tự chọn trong dòng lịch sử. Đoạn văn vừa chứng dẫn của Thánh Gioan muốn nêu bật một hệ luận quan trọng đối với cuộc sống, đó là trách nhiệm của tự do. Thực vậy, Thánh Gioan trình bày Thiên Chúa là tình yêu. Ngài muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người và không muốn cho ai phải bị loại trừ. Thế nhưng, xem ra thiên chúa bỏ tay khi mà chính con người khước từ không đón tiếp ngài điều này cho thấy trách nhiệm lớn lao của sự quyết định của con người sự quyết định lựa chọn có ảnh hưởng tới cuộc sống đời đời mà khác chính thiên chúa tôn trọng sự quyết định của con người ngài không cưỡng bắt con người phải yêu ngài chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong chương bàn về hỏa ngục phân định theo thánh phaolô con người có nghĩa vụ phải trả lời trước mặt Chúa về hành vi của mình. Con người chỉ là thụ tạo chứ đâu phải là tạo hóa. Thánh Phaolô cũng có lần thú nhận rằng mình cố gắng hành động theo lương tâm, nhưng mà lương tâm chưa phải là tiêu chuẩn tối cao để phê phán giá trị của các hành động. Tiêu chuẩn tối cao để xét đoán điều tốt hay điều xấu là chính Thiên Chúa. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi chẳng coi là gì mà tôi tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình quả thật tôi không thấy lương tâm ấy nấy điều gì nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính đứng xét xử tôi chính là Chúa một cô Tô, chương 4 câu 3 câu 4 Thiên Chúa công bình khi xét xử Khi trình bày sự phán xét chung Người ta thường nhấn mạnh rằng Thiên Chúa công bình vô cùng Ngài là đến công bình Xét theo quan điểm dân gian và theo quan niệm của Kỳ Tô Giáo. Quan niệm dân gian Khi phán xét loài người ta, người ta cho rằng Thiên Chúa không bỏ sót một lỗi lầm nào của ta, dù nhỏ nhận đến mấy đi nữa. Chưa hết, người ta còn muốn cho ma quỷ trình hồ sơ về các tội mà chúng ta đã phạm và được nó ghi chép tỉ mỉ. Đó chỉ là một cách hình dung theo kiểu loài người. Như đã nói trước đây, nếu Chúa chỉ dành cho mỗi người 5 phút thì đã tốn biết bao nhiêu thời giờ rồi. Nhưng mà 5 phút làm sao mà xét kỹ được? Khi nhắc đến sự công bình của Thiên Chúa, chúng ta hãy nghĩ đến Chúa xét sự một cách chắc công bằng. Thực vậy, chúng ta chỉ sợ ngày phạt tội của chúng ta, mà ít khi chúng ta nghĩ tới Chúa xét thưởng chúng ta, trả công cho chúng ta. Như vậy là chúng ta tỏ ra bất công với Chúa, không phải như vậy. Thiên Chúa không có công bình một chiều. Ngài tính cả công cả tội nữa. Phán xét là bổn phận của Thiên Chúa và là quyền lợi của chúng ta. Tuy nhiên, đó còn là quan niệm công bình theo quan niệm của con người. Quan niệm Kitô giáo thì sao? Thánh Kinh còn hé mở cho ta một quan niệm khác về sự công bình của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải phán xét chính các việc lành của chúng ta bởi vì người công bình và thương xót. Vì bản chất của Ngài là thánh thiện cho nên Ngài không chấp nhận tội nhơ Ngài là Đức công bình Nên không nói tốt với điều xấu Không tán thành thái độ lãnh đạo ba phải Ngài không nhân nhượng với điều ác Nhưng mà khoan dung với con người Vì Ngài phân biệt rõ giữa Tội lỗi và tội nhân Trường sự công bình của Thiên Chúa Đi đôi với lòng lân tuất Lòng thương xót của Ngài Không mâu thuẫn với sự công bình Thiên Chúa là tình yêu Bởi nói tình yêu không có gì là ích kỷ nhưng mà nhiều bản văn cứu ước đã ca ngợi thiên chúa như là công bình và rộng thương xót, ngài chậm giận, lặn tràn đầy yêu thương và lòng thành tín. Nếu ngài công bình vô cùng, thì ngài cũng khoa nhân vô tận. Dĩ nhiên khi bước sang tên ước, điều này lại còn nổi bật hơn nữa. Chúng ta không thể nào lấy cái tiêu chuẩn công bình của con người để mà đo lường thiên chúa. Dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho mới nói lên điều đó. Ông chủ bị trách là bất công bởi vì ông trả đương đồng đều cho người đến sau cùng cũng bằng người đến trước tiết trước hết. Cái riêng trong thư gửi Roma, Thánh Phaolô vạch ra một đặc trưng của sự công bình của Thiên Chúa đó là công bình cứu độ. Mặc dù Thánh Tông đồ có lúc nói tới cơn thịnh nội của Thiên Chúa, Roma chương 1 câu 18, chương 2 câu 5 và câu 8, trước những tội lỗi của nhân loại. Nhưng mà Thiên Chúa tỏ độ sự công bình không phải bằng cách tiêu diệt chúng ta mà là bằng cách ban ơn cứu độ nhờ Đức Kitô. Thánh nhân viết: Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra làm hy để đem lại ơn tha tội cho những ai tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người đã đến công chính Trước kia trong thời chính chúa nhân hại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa đã đến công chính, vừa làm cho kẻ tin và Đức Giêsu được nên công chính. Roma chương 3 câu 23 26. Để nắm bắt được tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng ta nên biết rằng cái danh từ justicia tiếng Latin hay là justice tiếng Pháp và justice tiếng Anh được chỉ là tiếng Việt là công bình hoặc công chính. Công bình thì được áp dụng trong mối tương quan xã hội còn công chính được áp dụng trong mối tương quan với thiên chúa thí dụ thánh du xe là người công chính khi phạm tội chúng ta trở nên bất chính trước mặt chúa bởi vì lỗi công bình với chúa thế nhưng thiên chúa tỏ ra sự công bình không phải bằng cách trừng phạt chúng ta nhưng bằng cách biến đổi chúng ta trở nên công bình đó là cái đạo lý về việc công chính hóa là chủ đề căn bản trong thư gửi Roma và hệ luận. Từ các suy luận trên đây, chúng ta có thể rút ra nhiều hệ luận cho cuộc sống đức tin. Trong quá khứ, việc suy niệm sự phán xét nhằm giúp con người giữ mình tránh tội kẻo bị Chúa phán xét và trừng phạt. Điều này không sai, nhưng mà thiếu sót. Bởi vì Thiên Chúa cũng thưởng công cho những việc lành của chúng ta nữa. Thiết tưởng cần phải nhìn cả hai chiều dựa theo dụ dự ngôn về ngày phán xét trong chương 25 của tin mừng theo Matthew suy niệm về sự phán xét mời gọi chúng ta sám hối trong khi Thiên Chúa còn thời giờ thi ân, thời giờ cứu độ. Nhắc nhở ta kính sợ Thiên Chúa, dẫn thân cho sự công chính của nước trời, loan báo niềm hy vọng hồng phúc. Thực ra, các đoạn văn nói về sự phán xét không nhằm ngắm đe các tín hữu đừng làm điều dữ, nhưng là để khuyến khích họ kính trì làm việc thiện, cho dù họ bị hiểu lầm, bị hãm hại, bị oan uổng. Họ được mời gọi hết tin tưởng rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ, không quên họ. Nhưng mà, nhưng mà người sẽ làm sáng tỏ công lý. Điều này lại còn quan trọng hơn nữa trong tình trạng các tư chung của Chúa bị ức hiếp thì chúng ta có thể chứng kiến trong sách khải huyền Lạy Chúa trí thánh và chân thật. Trên bao giờ Ngài còn trì hoãn không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con. Khải huyền chương 6 câu 10 Hỡi dân thánh, các tông độ, các ngôi sứ hãy mừng vui hoan hỷ vì thiên chúa sự công minh cho các ngươi khi đến án nó khải huyền 18:20 nên nhắc lại khi thánh kinh nói về thiên chúa xét xử thì đừng nên hiểu là ngài ngồi tòa luận tội nhưng là ngài ra tay để giải thoát kẻ ngay lành khỏi những kẻ hạ hiếp bóc luận vì thế không lạ gì văn chương khải huyền gắn liền kết thời chốt với việc phán xét thiên chúa ra tay để tiêu diệt hết phương đồng dữ đang khống chế người lại mà khác bao lâu còn sống trên đời ta chưa thể thể thấy hết mọi người mọi ngọn nguồn đầu đuôi của các sự việc vì thế chúng ta hãy nhấn lại, chờ đến ngày phán xét thì sẽ thấy rõ trong khi chờ đợi chúng ta hãy khiêm tốn chấp nhận rằng cái nhìn của mình còn thiếu sót sau cùng mặc dù thánh kinh nói đến đức kitô sẽ xuất hiện như thẩm phán xét xử nhưng mà chúng ta đừng quên rằng đức kitô cũng là trạng sư là đấng bảo vệ của chúng ta nữa thư thứ nhất của Doan chương 2 câu 1, thư gửi Hiếp chương 7 câu 25. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam, lầu đế tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.